Chào quý khán giả, các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình á. Tại thì cũng rất chiều quá, mình đi vô bờ lấy dầu nước đá đồ kia xong ha. Sáng thì ghe khá là đông, chiều này thì êm, lấy dầu nước đá đồ kia. Thì đang giá mấy cái đang nứt cái đường chỗ cái gốc be đó, ống cao su nó da đập á, nó bị dướng, bị dướng rồi đứt rồi giờ nứt lại đây. Đang buộc lấy ghe của anh hai chạy ha. Xíu nữa mình sẽ qua bển như là quay cho các bạn quý khán giả xem như là review ha. Sumo đang giá cào ha. Nãy giờ sumo giá bên đây xong rồi, giờ tới bên kia các bạn. Chỗ mình thì cá cơm không à, cái hành ra mình chạy lưới dày á. Hiện tại thì mấy bộ cào mình làm lưới xanh lỗ hai phân đó, anh em quánh cá to đó. Hiện tại thì cũng anh em cũng đã trải nghiệm, đã quánh thì mình thấy là cũng hiệu quả cũng rất là cao. Nó sẽ tiết kiệm được dầu mình một khoản cũng kha khá đó bạn. Vì lưới đó thì nó nhẹ chạy á, nó bén nước, lưới găng mà đưa xuống nước mà hai phân nữa, nó nhẹ chạy dữ lắm, nhẹ hơn là tầm khoảng cái lý lý ngoài luôn á. Nhẹ hơn cái lý lý ngoài là mấy em cũng biết là dầu là nó sẽ tiết kiệm được rất là khá ha. Đang nèo lấy mình đó, cái anh ghe lưới cái gì các bạn, lưới á, tấp vô cái mỏ nèo rồi đang xả lưới đây. Chào các bạn quý khán giả nha, giờ mình đây nha, biết là ăn cơm chưa, cơm chưa quý, nấu chưa cơm giống nấu ít xẹo hả? Cơm này hình như là giống cơm hồi sáng quá vậy phải không, cơm hộp phải không? Cơm với canh chua hả? Hai người dễ ăn hai người dễ ăn ha, ăn gì cũng được hết. Bánh cơm chưa? Bánh cũng chín rồi mà chưa có ăn. Đi hai người làm thấy không, thấy nó cực không? Biết làm cũng được. Cá cái này cũng lai gai, cũng đâu có nhiều gì mấy. Hôm chạy gì nhiều dầu không anh hai? Hôm chưa có đủ. Chưa đủ dầu nữa ha. Theo như mình đoán đoán là chạy hôm chỉ là tầm khoảng là bao nhiêu lít, cỡ 100, 120, 130 không? Cỡ đó, cỡ trăm ngoài. Chắc cũng 120, 130, 140 rồi đó lại ha. Chắc nằm khoảng đó. Sáng bơm có 200 lít à. Là bơm bữa trước luôn đó ha. 200 lít là bơm vừa đủ canh tiền bơm nha, chứ dầu. Cái đầu cha chị kêu cầu em, có nhiều anh em hỏi từ hồi mà làm hộp số đồ kia lại đó có chạy nhẹ dầu hay không ha, thì mình sẽ hỏi sao từ hồi mà chỉnh heo lại tới giờ là chạy nhẹ dầu hả anh này, nhẹ hơn là cỡ khoảng là mấy chục lít. Từ hồi mà ông thợ chỉnh lại rồi với hai chỉnh lại đó ha, là nhẹ hơn là khoảng 40 lít. Giờ còn
tầm cỡ 70 mới có đầy. Nhẹ hơn, nhẹ dầu hơn tầm khoảng 40 lít đó bạn. Không có mấy anh em hỏi thì từ hồi mà chỉnh lớp số chỉnh đầu kia lại nhẹ dầu quá, thì hồi mà chỉnh lại thì nó nhẹ dầu ha. Hồi đó anh, hồi đó anh hay có làm mộc không? Có hả? À, vậy là hồi đó là hồi đó hình như là nghe nói là ba anh là làm thợ mộc phải không? Ổng thì anh mới làm theo ổng. Đi theo như là giết người quen người biết luôn ha. Bởi vì bởi vì đóng cái nóc mới đẹp khéo gì nè, chứ mà gặp mà mới mà tay ngang vô rồi đóng rồi chắc cũng không được gì đâu. Như có mình có kinh nghiệm rồi á, đóng cho nó sẽ đẹp. Này mảng lên nhìn trước quan sát cho nó dễ á. Đây thì ảnh chưa ăn cơm, chưa kéo cào ra, xíu nữa kéo cào ra ha. Không độ ngồi lạnh dữ à. Trong này không có cái thanh xương với cái này nó ít, ba cái cây đầu kia đó thành ra nó đỡ gắt nhẹ giá cào, còn chạy mà ra ngoài ra cái thanh xương sắn thứ gì mà chịu nổi. Gách thì nó mình không sao ha, mày sợ là cái khúc mà chỗ cái vé ra cho nó cản nước á, chạy nó nặng. Này nữa mua mấy cái móc inox luôn anh hai ha. Mua mấy cái nóc inox á, làm nó khỏe lắm. Bên 8 cái là vừa, 7 cái nó hơi ngắn dài và 7 cái nó hơi thưa. Giác này chưa có chiếc nào chạy đi hết trơn ha. 5 giờ mấy vậy, 5 giờ vậy. Bữa nay thấy tối hù luôn. Anh không chạy chung với mình không biết. Anh nó kéo cái chết chết à. Mấy lỗ đó chắc cá xanh xương được kia nó đâm quá. Cá nhỏ nhỏ mà cá trọng trọng bự bự á. Làm nước uống hả? Ba cà phê, cà sữa. Trước xài nắp nó bứt hoài à.
giờ đi ăn sao quá. Vì hai người dễ ăn quá ha. Rồi nấu gì chén gạo là ăn, ăn cỡ mà không hết nữa. Vì kiến bu quá trời vậy Quy. Rồi cái đó bỏ được rồi. Quá trời kiến bu rồi. Nuôi cái đầu đang chuẩn bị nước uống. Cơm thì nấu rồi. Cái này này đem vô bờ cho người ta vậy. Cho người ta cho heo đàn ha. Chứ bỏ tội chết. Dạ ăn phải không? Mình nuôi đang trà xô. Cái này pha nửa xô được rồi. Và cà phê sữa cho trong đó luôn. Nó lạnh nhiều phê sữa bỏ trong đó tan uống nó không ngon ha. Mình nuôi đang trà rửa sạch sẽ. Chung vì với ghe sạch sẽ thì ăn uống đồ kia nó an toàn. Nhưng các bạn quý khán giả xem video thấy hay đừng quên cho anh nuôi xin một like á, như đăng ký kênh. Chào khán giả. Chào khán giả nè. Quý chào khán giả là lâu dữ rồi không chào khán giả rồi, cũng không có lên anh nuôi cũng không lên clip. Nghe khán giả cũng nhắc hoài nè anh ơi. Cá dữ này chứ đi Bình Dương sớm quá. Anh nuôi đang trà rửa. Chắc chưa tới Bình Dương đâu. Chưa tới Bình Dương quay lại rồi. Thôi lên cào rồi cha ra lên lô ha. Lô ăn sao đỡ cào bực đục rồi ha. Rồi lựa ha. Cá này lựa cũng mau mà ha. Đó bò ra đây chấm chấm rồi kia lên cào. Xô này để đựng mực đó mà. Mình thì đựng trong cái thùng cốt ha. Nhiều quá thì mình bỏ vô cái phi đỏ 200 lít. Đậy lại có nắp luôn. Ít tan nước đá. Cái này thì đây thì không có cái thùng cốt đựng á. Ra đựng trong cái cắt mực thảy vô đó nước đá thì mình gãi gãi vô muối á. Cái bồn nước ở trên đó đó là xài khoảng mấy ngày mới hết Quy. Thôi như mình không bơm á cỡ 4 ngày không có biết nha. Trên đó cỡ mấy trăm lít cỡ 500 quá. Năm 500 lít thì nếu mà xài hai người thì cũng lâu á. Đó, miếng nước cái bơm miếng trà vô. Cơm đi hãy kéo cào, dọn cơm đi hãy kéo cào. Hai người ta dọn cháo trong đó đó. Chơi cái nồi chà bá. Ủa nồi cơm nhỏ của thằng quên đem hả? Quên. Vậy còn cái nồi nhỏ nữa đó không? Nấu cũng được có hai người à. Trời ơi, có hai cái nồi à. Con cái nồi này với cái nồi canh à, với mấy cái chảo à hả? Giờ mình chơi kiểu đấy luôn, mình nấu cơm trong chảo luôn. Kiến nha, kiến ba con kiến đen quá trời á.